Những ngày gần đây, hàng trăm hộ dân tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang rất bức xúc vì sau 14 năm mới biết đất của mình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi, giao cho công ty cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng thuê lâu dài. Và trong quá trình hoạt động, đơn vị nhiều lần gây ô nhiễm khói bụi. Do đó, nhiều người dân đã tập trung trước cổng doanh nghiệp này để đòi hỏi quyền lợi liên quan đến đất đã thu hồi chuyển nhượng từ năm 2005. Được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2006, công ty cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng chuyên sản xuất gạch lát và ngói cao cấp đã tạo ra công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, theo người dân, trong quá trình hoạt động, nhà máy đã gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Mùi khói chúng tôi tưởng tượng như chúng tôi đun cái bếp củi mà có than, chúng tôi cứ đốt lò than ở nhà chúng tôi đun, cái mùi khói thế chúng tôi không thể chịu nổi, mà cứ bắt đầu là gió này mà đánh về là dân chúng tôi không thở được, nhất là các cháu học sinh ngào ngạt lên. Bên cạnh đó, theo người dân thôn Nẽ Châu và thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình, năm 2005, người dân đã thỏa thuận đồng ý cho công ty Đại Thắng thuê đất để sản xuất kinh doanh, thời hạn cho thuê từ năm 2005 đến 2013. Tuy nhiên, đến năm 2013, khi hết thời hạn thuê đất, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên trưởng thôn, lãnh đạo xã Hòa Bình cũng như công ty Đại Thắng để đòi quyền lợi, nhưng đến nay vẫn không được xem xét, giải quyết. Xã chỉ có thông báo trong cái cuộc họp, chỉ có thông báo là Đại Thắng về là thuê đất của bà con đền bù bằng hoa màu đến năm 2013. Sau 6 năm kiến nghị, đến tháng 3 năm 2019, người dân nhận được câu trả lời đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình thu hồi tại quyết định số 381. Và đến thời điểm này, sau rất nhiều bức xúc của người dân, thì hàng loạt những văn bản giấy tờ thể hiện việc thu hồi đất, việc chấp thuận của người dân bằng đơn xin trả lại đất ruộng, việc giao đất cho doanh nghiệp, được Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình đưa ra. Tuy nhiên, theo người dân, họ không biết đến lá đơn xin trả ruộng và chưa từng ký vào lá đơn này. Thậm chí, một số chủ hộ đã mất trước năm 2005 nhưng vẫn có chữ ký vào đơn tình nguyện xin trả ruộng. Nhưng tôi chỉ khẳng định một điều là ở thôn Né Châu này, trong số tất cả những người ngồi đây, không ai được nhìn thấy mặt lá đơn này chứ chưa nói đến ký vào lá đơn này. Chưa, chẳng biết cái gì mà ký, chẳng biết chữ gì, chẳng biết cái giấy nào mang về nữa. Thế mà con đơn tên tôi giả, đất thì tôi làm sao? Mà năm nay tôi 80 tuổi. Tức là bố tôi đấy là chết từ 2001, mà ốm từ 2020 đã không nhấp nhóm gì được nữa rồi. Đến 2001 bố tôi chết, mà hiện nay tại làm sao có chữ ký của bố tôi là có đơn ký đơn giả ruộng. Đem thắc mắc trao đổi với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình. Tuy nhiên, đây là câu trả lời chúng tôi nhận được. Có nghĩa là Phó Chủ tịch thì vẫn không được phép là cung cấp những thông tin đúng không ạ? Không, không phải không được phép. Cái gì mà chúng tôi nắm được thì chúng tôi mới cung cấp. Thế anh nắm được những cái vấn đề gì thì anh sẽ cung cấp cho em. Thế là chị thông cảm là làm việc với đồng chí văn phòng định. Anh Phó Chủ tịch tên là gì? Anh tên là gì anh? Không, lên tôi sẽ gặp đồng chí. Anh Tuân, đấy trao đổi với Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư, tất cả các giấy tờ liên quan đều đầy đủ, bao gồm quyết định thu hồi đất của tỉnh Thái Bình để cho công ty Đại Thắng thuê đến hết năm 2035, phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng do Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức thực hiện và đơn tình nguyện trả lại đất của các hộ dân. Đối với yêu cầu của tất cả người dân còn nghi ngờ rằng các cái chữ ký, các cái đơn thư được cho là giả mạo thì người dân có thể gửi làm đơn hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan công an để được làm rõ vấn đề đó. Liệu rằng những lá đơn xin trả lại ruộng trên có bị giả mạo chữ ký như những nghi vấn mà người dân xã Hòa Bình đặt ra? Việc này cần được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, huyện Vũ Thư vào cuộc xác minh làm rõ. Xong các thành viên mới đến cái...